Hi, mình lại trở lại với kênh Làm Đẹp Việt Beauty rồi. Và hiện nay tất cả các bụi bẩn ở ngoài đường khiến chúng ta nổi mụn và có thể bị thâm. Đừng lo, Việt Beauty của chúng ta đã có một sản phẩm rất là đặc biệt để cho mình trị nám, trị thâm và đặc biệt là mụn. Sản phẩm trị kem trị mụn Nano Curcumin giúp cho chúng ta lấy lại làn da sạch mụn. Hoạt chất của nó gồm nghệ, giúp cho chúng ta mờ thâm, liền sẹo và trà tràm sẽ giúp cho chúng ta bớt được mụn. Với độ chống nắng là SPF 30 cộng thì mình sẽ bảo vệ làn da rất là tốt, bảo vệ toàn diện luôn. Thì công dụng của nó sẽ có làm trắng da nè, nguyên liệu thì xanh sạch, bảo vệ môi trường và bảo vệ làn da của chúng ta sử dụng rất là an toàn luôn, không có sợ bị hóa chất độc hại ảnh hưởng tới làn da nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng kem trị mụn của kem trị mụn Nano nha. Rồi, đầu tiên là chúng ta sẽ rửa mặt thật sạch ha. Sau đó chúng ta sẽ lấy một cái lượng vừa đủ thôi ha vào toàn trên da mặt, hoặc là các bạn có thể chấm vào cái hạt mụn này cũng được nè. Mình khuyến khích là các bạn nên sử dụng cho toàn da mặt luôn để hạn chế là tránh không đều da mặt nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã coi cái kênh Làm Đẹp Việt Beauty của mình nha. Chúc các bạn sẽ có một làn da thật là ưng ý. Mấy bạn muốn liên hệ mình và mua sản phẩm kem trị mụn Nano Curcumin thì liên hệ vào Facebook Ngọc Trâm hoặc là số điện thoại 0352 730 870 các bạn nha. Hoặc là các bạn cũng có thể liên hệ cho mình nha. Bởi vì bây giờ mình là cộng tác viên bên công ty, nên là các bạn sẽ, nếu mà muốn mua sản phẩm này thì inbox trực tiếp vào file Thư Yochi hoặc là inbox vào số điện thoại là 0328 956 965 nha các bạn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại luôn ạ. Chào, hẹn gặp lại các bạn.